Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người bài Interview Technical Test của Shopee à, Vị trí này á, là mình test cho vị trí Senior Business Intelligence Đấy. Thì cái bài này thì mình đánh giá là khá là khá là khó cho các bạn newbie hoặc là các bạn fresher Đấy. Thì các bạn newbie fresher thì các bạn có thể tham khảo thêm ha Còn, còn à, toàn bộ cái bài này thì nó sẽ gồm có 3 phần Đó. Thì bài này mình thấy nó cũng khá là lâu rồi nhưng mà đến hiện tại thì Shopee nó vẫn test cái đề này À, cho vị trí cho vị trí là senior business intelligence thì tùy cái vị trí hoặc tùy phòng ban thì sẽ có cái đề test khác nhau khác nhau nhưng mà các bạn có thể tham khảo cái đề này ha thì nhìn chung thì nó sẽ có gồm có 3 phần thôi à, phần thứ nhất là về phần SQL nè phần SQL và phần thứ hai phần thứ hai là về phần Python code Python à, chủ yếu là mình sẽ code à, sẽ test về cái phần logic rồi phần à, thuật toán ở trong Python nó đi như thế nào thôi Ừ. hoặc là các bạn có thể sử dụng một bất kỳ một cái ngôn ngữ nào khác. À. Rồi, số 3 là mình sẽ test về cái câu hỏi mở. Câu hỏi mở này nó liên quan tới data map, data flow, nói chung là thiết kế về database à. Rồi, như vậy thì mình sẽ đi qua cái phần là về phần SQL trước. SQL thì nó nói chung là nó cũng mình nghĩ là nó đơn giản à, trên mức đơn giản, trên mức đơn giản và dưới mức khó. Uh, nó sẽ có hai bảng. một bản là My Order Transaction, My Order chain, uh, và mô tả của cái bảng này gồm có những cái cột nào. Bảng thứ hai là bảng My Pay Profile và mô tả của cái bảng này. Đấy. Thì các bạn đọc mô tả của bảng này, uh, column là gì, tên cột, tên column và kiểu dữ liệu của cột đó là gì để cho mình uh, query một cách uh, chính xác. Ha. Và ở đây nó không cung cấp cho mình cái file uh, data cụ thể mà chỉ cung cấp cho mình cái overview uh, cái bảng như thế này thôi và đưa ra ba cho mình ba câu hỏi như thế này ba câu hỏi à, với từng câu hỏi thì nó sẽ mô tả chi tiết và expected output à, thì các bạn dựa trên đó thì các bạn suy nghĩ ra một cái đoạn script as well để các bạn viết ra Đấy. rồi về phần solution của ba bài này thì mình đã cũng có làm phần solution rồi à, thì các bạn có thể tham khảo ha thì theo mình cái câu một nè thì ví dụ như câu một là tìm ra được cái vòng đời thời vòng thời gian mà total order này, total spend rồi unit item BOUGHT, rồi vân à, vân tất cả các chỉ số này thì mình à, sử dụng một cái câu lệnh đơn giản thôi ví dụ như nó kêu tìm theo là product main category thì các chắc chắn các bạn phải tìm ra được cái cái cột nào mà nó chứa product main category à, product main category là ở đâu product main category này nằm ở cột là l 1 cat đấy thì mình sẽ rút bài cái cục đó thôi và mình sẽ đi tính aggregate những cái, những cái trường còn lại à, rút bài bài id và l1 cat rồi xong mình sẽ tính aggregate như là total order thì nó sẽ tính theo là count distinct order id nó tổng tổng bao nhiêu cái order đúng không Count distinct tại vì có thể là order id xuất hiện nhiều dòng tại vì một cái order một cái một cái bill một cái bill mà mình ví dụ vô, vô bách hóa xanh mình mua đi thì trong một cái order đó, order đi đó nó có rất nhiều cái hệ tầm trong đó. Thì cho nên là mình sẽ là cho nên là cái trong database nó sẽ xuất hiện nhiều dòng. Thì mình phải đặt cao distinct cái hàng order đi này để với nhiều dòng đó thì mình chỉ đếm một dòng thôi. À, rồi tương, tương tự những cái trường còn lại thôi. Uhm, các bạn có thể tham khảo à, mình sẽ gửi solution này ở trong ở dưới phần mô tả, các bạn có thể download về tham khảo ha. À, mình thì sẽ không giải chi tiết cho các bạn đâu, mình sẽ show, đưa ra cái hướng đi solution thôi còn các bạn sẽ giải chi tiết đọc ngẫm nghĩ sau đó ngẫm nghĩ không được rồi không làm biết không biết cách làm rồi thì các bạn xuống solution các bạn làm hả thì chỉ chỉ có khi các bạn làm thì các bạn mới biết mới thấm được thôi còn như mình giải thì nó cũng như vậy thôi mình cũng diễn giải code như vậy thôi rồi cái phần số 2. phần số 2 thì mình cũng phải đọc ngẫm nghĩ cái câu hỏi như thế nào và mình sẽ sử dụng những cái câu lệnh để phân ra những segment mạnh như thế này ha thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái key quen mình nhìn như thế này là mình biết chắc chắn là có thể sử dụng key quen rồi là câu lệnh email ở trong bài thanh ở trong sql á à, để phân ra à, thì ngoài ra thì sẽ mình sẽ sử dụng một cái over partition đây nữa nè đấy thì đây là một cái nâng cao á một cái script nâng cao câu lệnh nâng cao ở trong sql thì các bạn tham khảo thêm ha các bạn chạy từng dòng thôi ví dụ như cái solution này thì các bạn phải chạy hàng này trước nè để xem nó ra cái gì Xong rồi các bạn sẽ chạy từng dòng từng dòng, ở từng bước từng bước thì các bạn mới mới flow theo được ha. ví dụ như trong công ty thì mình cũng vậy thôi, mình cũng quăng một cái đoạn code như vậy cho các bạn cho các bạn sau á, các bạn vào sau á, các bạn sẽ nắm. À, nếu mà không hiểu chỗ nào thì hỏi lại mình, à, chứ mình không đi giải thích từng dòng từng dòng mục đích như thế nào. Ừ, các bạn phải tìm hiểu trước. rồi phần số 3 thì cũng phải SQL nhưng mà ở đây nó cũng khá là keo, expected output như thế này trung à, bình thời gian giữa lần mua thứ nhất và, và lần mua thứ hai thì cái bài này á lần mua thứ nhất và lần mua thứ hai thì mình phải tìm ra được là đâu là ngày mua thứ nhất và đâu là ngày mua thứ hai thì một vài video thì mình cũng đã làm cái phần này rồi ha. hay là ví dụ điển hình như cái bài rfm rfm đấy thì mình cũng tìm ra được là cái ngày mua hàng cuối cùng của khách hàng đúng không đấy và mình mình tìm ra được ngày mua hàng cuối cùng rồi thì chắc chắn mình có thể tìm ra được ngày mua hàng đầu tiên đấy và mình tìm ngày mua hàng đầu tiên rồi thì chắc chắn có thể là mình sẽ tìm ra được ngày mua hàng thứ hai của khách hàng. Đấy, thì các bạn dựa trên cái solution đó của uh, bài AFM á, ý tưởng của bài AFM á thì các bạn có thể áp dụng vào đây. Ừ. Ngày mua hàng đầu tiên, ngày mua hàng thứ hai hoặc là các bạn thì sử dụng một cái over partition để đánh số cho nó. Ví dụ ngày mua hàng đầu tiên là đánh số 1, ngày mua hàng đánh, uh, ngày mua hàng số 2 lần thứ hai á, là đánh số 2. Đó thì sau đó các bạn que uh, cái ngày đó bằng 1 và bằng 2 thì sẽ lấy ra được ngày mua hàng đầu tiên và ngày mua hàng thứ hai. Để, để các bạn trừ nhau thì nó sẽ ra được để cái interval ha, cái khoảng thời gian bao nhiêu giờ. Rồi ở đây là cái số đồ sành, ha, các bạn có thể tham khảo thêm ha. Thì tùy các bạn có thể sử dụng SQL Server hoặc là MySQL thì tùy ha. Rồi, thì đó là cái phần SQL. Rồi, cái phần Python thì phần Python đây nó step về giải thuật, giải thuật Python. Ví dụ như trong đây viết một câu lệnh, viết một cái function để cho phép trả về một cái số dương nhỏ nhất mà missing mà không có ở trong cái mảng này. Từ một cái mảng không được sắp xếp. Ha. Rồi, ví dụ như trong cái mảng này đi. Trong cái mảng này thì nó nói là tìm một cái số nguyên dương nhỏ nhất. Missing. Missing trong cái mảng này ha. Trong cái mảng không được sắp xếp như thế này. Thì số nguyên dương nhỏ nhất, số nguyên dương ở đây thì mình sẽ không tính số 0. Không tính số 0 ha. Rồi, không tính số 0 như loại số nguyên dương nhỏ nhất mà missing trong cái chuỗi này là là số nào? Số 1 số 2, số 3 có rồi. Thì số nguyên dương missing nhỏ nhất là số 4. Đúng không? Ví dụ như chỗ này không có số 3 đi thì số nguyên dương missing nhỏ nhất là số 3. À, ví dụ như chỗ này mà missing số 1 đi thì số nguyên dương nhỏ nhất mà missing trong cái này là số 1. Đấy, các bạn hiểu hiểu ý không? Đó. Rồi. Thì mình có một cái solution code ở trong bài thanh luôn rồi để mình để ở đây. Đây. Đây là một cái số đồ dành để tìm ra Nói chung là nó cũng Các bạn nào mà nắm được bài thanh rành Thì làm cái phần này nó sẽ ok hơn Còn à, nếu không thì các bạn phải Phải hơi mệt đấy, Hơi mệt đầu Và cũng suy nghĩ cái logic của nó khá là mệt đấy ha. Thì, thì các bạn có thể dựa trên cái code này Các bạn chạy xem à, Là cái Ý tưởng ban đầu của mình là như thế nào Và mục đích của những cái dòng code này là như thế nào Mỗi dòng code đều có ý nghĩa hết đó. Chứ không phải là không có ý nghĩa nha Rồi Ví dụ như cái chỗ này nè Thì missing value Mà có số nguyên nhỏ nhất Là bao nhiêu Mình thấy là số 1 Số 2 Số 3 4 5 6 7 8 Có luôn Thì missing value nhỏ nhất Phải là số 9 Đúng không Missing value Nhỏ nhất Mà số nguyên dương Phải là số 9 Đúng không Đấy Thì ý tưởng của cái bài đó là như vậy đó ha, Mình sẽ bắt điều kiện Đúng thì mình trả return về ha Rồi À, các bạn tham khảo có ở đây thì mình giải giải sẵn rồi. Nói chung là ý tưởng nếu mà giải thích ra thì rất rất là tốn mất thời gian thì có thể là mình sẽ làm những video tiếp theo để mà mình giải thích uh, cái ý tưởng. Có thể là một bài này thôi mà là mình, mình làm trong một hai tiếng thì cũng có thể. Tại vì cái ý tưởng nó khá là khá là phức tạp. Rồi. À vài số 2 là mình sẽ và số 2 nè. return về phần tử thứ n trong cái cái chuỗi sau đây đó. thì trong cái chuỗi sau đây thì cái bài này thì nếu mà bạn nào mà học về IT công nghệ thông tin á thì cái bài này nó liên quan tới bài là file final file gọi là cái gì nè file policy gì đó cái thuật toán về file phai... final right end sequel. five ponaxy five more sequel. cái chỗ five nè, đó, tức là cái chỗ này nó sẽ cộng dồn và mặc định này cái ý tưởng là cái dựa trên cái five à, five ha. Đây À, ý tưởng của nó là nó sẽ có số hai số mặc định ở lúc đầu, sau đó, nó sẽ cộng dồn cộng dồn lên ha. Ví dụ như ban đầu nó luôn luôn có có số 0 số 1 ở đây. Thì 0 1 nó sẽ ra số 1 ở đây. Để ra được số 2 đây phải lấy số 1 cộng số 1 là số 2. Đấy, để ra được cái số 3 ở đây thì phải là số 1 cộng số 2 là số 3. Để ra được số 5 ở đây thì phải là, là số số 2 cộng số 3 là, là số 5. Đấy, thì cái ý tưởng cái chuỗi là Fibonacci làm nên như vậy. Fibonacci ha thì đối với cái bài này á đối với cái bài số 2 này á thì nó cũng ý tưởng nó cũng tương tự như vậy thôi ban đầu mình phải có số mặc định là số 0 và số 3 đấy từ số 0 số 3 đây cộng dồn lên là ra số số 3 số 3 cộng số 3 ra số 6 ờ, để số 9 để ra là số 9 thì 3 cộng 6 là ra số, ra số 9 đó thì cái ý tưởng nó cứ cộng dồn cộng dồn như vậy và mục đích của nó là uh, viết một cái function khi mà mình truyền vào cái số là số 3 á số phần tử là số 3 thì output của nó là số 3 tức là vị trí số 3 nè. Vị trí số 3 đúng không? 1 2 3 thì nó sẽ in ra là số 3. Còn nếu mà mình muốn ở vị trí số 7 á là 1 2 3 4 5 6 7. Nhập số 7 vào thì nó sẽ ra là số 24. Đấy thì ý tưởng của nó là như vậy thôi, dựa trên cái file nobaxy, uh, file fibonaxy. À. Rồi, thì đây là cái đoạn code solution của nó đó. Đấy, thì mình ban đầu mình phải tạo là hai con số mặc định là số 0 và số 3. Sau đó chạy uh, cho nó một cái dòng lập for. Đó, để cộng dồn lên, cộng dồn lên. Và khi mà nhập cái số n vào, á, tại vì uh, cái dòng lập của mình chạy theo tr... cái số n 1 ha. Thì khi nhập cái số n vào là số 3, thì nó sẽ return cho mình là cái số A, là cái số 3. Và số 7 thì nó sẽ về số, số 24. Đấy, thì ý tưởng ở đây là ý tưởng Fibonacci thôi, uh, thôi ha. Ừ thì các bạn nếu mà khi mà test mà gặp cái cái chuỗi số mà nó dạng như thế này á, thì sẽ nghĩ về cái Fibonacci ha. về solution của nó ha rồi ok à, bài số 3 bài số 3 là mình sẽ viết một cái function để cho phép remove, remove duplicate từ một cái mảng cho trước à, và cái requirement của nó nè output requirement thì có, sẽ có là cái unique string rồi phải được xếp xếp theo thứ tự là tăng dần. À, và và nó phải cái phần tử đầu tiên á phải được viết hoa lên ha, phải được viết hoa. Giống như cái tên của mình á, mỗi chữ của tên là phải viết hoa lên. Và tất cả các uh, mu các space này kia hay là cái cái ký tự đặc biệt ấy, thì mình phải xóa hết ha. Rồi, ví dụ như đây, input của mình nhập vào là như thế này thì output nó ra như thế này thì mình thấy là Panasonic, Panasonic nó giống nhau thì nó sẽ xóa luôn. Nó remove duplicate và giữ lên một thằng thôi. Đấy. Rồi. À, hay còn hàng nào duplicate nào? Hàng này với hàng này cũng duplicate Đấy. Duplicate ở đây thì nó sẽ không tính là viết hoa hay viết thường nha. Hoa hay thường thì nó đều tính duplicate cả. Nhưng mà output cuối cùng của mình nó phải là viết hoa chứ cái đầu. Đấy. Rồi thì ở đây mình sẽ cũng có một cái solution cho mọi người. Đây, viết một cái hàm là remove duplicate. À, ban đầu là cần vật thành lâu case hết để mà mình tìm ra cái duplicate nha cho nó là chữ viết thường hết rồi sau đó mình mới xóa duplicate bằng cái hàm set ha thì um, cái kiểu dữ liệu set giống như là list nè dictionary nè tuple uh, ngoài ra thì có uh, set thì set ở đây nó, nó sẽ remove duplicate nữa ha remove duplicate trong một cái chuỗi rồi uh, sau đó mình sẽ cần vào thành một cái list và sort value thôi list sort tại vì trong để, để sử dụng được cái hàm sort này á, thì nó phải là một cái list ha. thì list nó mới có phương thức là sort thì cho nên mình mới cần vượt qua một cái list rồi sau đó sort sort sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái là copy capitalize là để capitalize á. capitalize thì để viết hoa chữ cái đầu ha. viết hoa chữ cái đầu Đấy. rồi ok như vậy là xong. Ở đây thì mình lower case xong mình strip nữa nha. Strip là mình sẽ loại bỏ ra cái ký tự cái các cái, cái khoảng trắng á, khoảng trắng. Ừ. Rồi. Ở đây mình cũng có demo nè. binz z nè. Đấy thì sau nó sẽ sắp xếp lại. Ừ. Rồi, remove duplicate cho mỗi chuỗi thì sử dụng những cái lệnh này. Đó. Nhớ nha, nhớ nha. Còn uh, trong pandas thì nó kể, sẽ có một cái hàm là drop duplicate luôn proper pique. Cái pandas mình sử dụng với data frame mà. Với dữ liệu mà không phải data frame thì thì làm sao? Thì mình phải sử dụng những cái này ha. Để mà mình, mình xóa. Rồi. Câu hỏi số 3 là câu hỏi open. Ờ, phát triển một cái data mart và data flow. Ừ, cho một cái khuyến khích tài xế đó. Ừ, khuyến khích tài xế. Rồi sử dụng một cái check khuyến khích daily In incentive, uh, on daily, basic. Đấy. Thì các gợi ý và các tip ở đây, ha. nó sẽ có bốn tip ở đây. thì um, Đây là một cái cách để mà mình thiết kế một cái data warehouse thôi. Thì ở đây mình cũng có đưa một cái solution. Hmm. Các nhân tố mà tác động tới này, là bốn cái point của mình, này, đúng không? Rồi incentive, cal 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 calculation, Đấy. À tính tích lũy thì cách, cách tính tích lũy như thế nào? rồi cái hệ số tích lũy uh, ưu tiên uh, cái cái factor nào uh, ưu tiên cái factor nào rồi data map và flow này thì nó sẽ đi thành năm sáu bước và data thuộc này data testing data map data flow rồi maintain fat, uh, flexibility rồi uh, structure response Đấy. nói chung là để thiết kế data map data flow thì nó sẽ qua năm sáu bước uh, cơ bản của một data engineer thì ở đây các bạn có thể đọc thêm đây là một cái câu hỏi mở uh, để xem là các bạn cái cách suy nghĩ về cái thiết kế một cái data model data flow đi như thế nào á mình cần phải làm gì phải chuẩn hóa data như thế nào rồi uh, chuẩn hóa data thì có những cái bước chuẩn hóa data nào uh, với loại dữ liệu nào thì nên chuẩn hóa data như thế nào rồi uh, trong chuẩn hóa data thì mình cần phải làm gì uh, phải data cleaning đúng không remove duplicate rồi về data type rồi về, về chuẩn hóa dữ liệu đồng nhất về mặt dữ liệu đó rồi bản dim bản phách như thế nào trong một cái data mạng khi nào thì sử dụng bản dim khi nào sử dụng bản fact thì data flow thì mình cần phải làm gì etl process là như thế nào rồi cash to job hàng ngày daily monthly để refresh data hay là recalculate incentive đấy rồi tạo ra một cái UI hay là API ha, dựa trên cái ID và DES nói chung là vân vân có rất là nhiều bước quy trình thì nó rất là nhiều bước nha cho một thiết kế một data mạng data flow rồi mình thiết kế xong rồi thì mình maintain nó như thế nào và hiệu suất của những cái bảng đổ vào như thế nào ví dụ như schedule mà data mình đổ vào á nó mất một ngày hai ngày mới đổ vào thì làm sao mà kịp để mà update để cho uh, um, cho người khác sử dụng đúng không? thì mình phải tính tới cái việc là performance, uh, performance của một cái data data mặt data warehouse. rồi, structure response uh, khi uh, khi mà có data đổ về rồi response rồi thì cái chất lượng mình mong muốn là như thế nào? Uh, maintain cái kiểu, ok, đó thì đây là một con hỏi mở thôi để để người ta đánh giá mọi người là À, suy nghĩ của mọi người về data mạng data flow nó như thế nào. Ừ. Rồi ok, thì đó là cái bài test mà mình cũng thấy nó là khá là khó đấy. Khá là khó cho các bạn fresher newbie đấy. Rồi. Ừ. Rồi ok, à, mình sẽ để những cái bài này và bài solution ở dưới phần mô tả ha, các bạn có thể download về tham khảo thêm. À. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Chào tất cả mọi người.